Cassini-Huygens là một phi thuyền thám hiểm không gian cùng hợp tác thiết kế và chế tạo bởi Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Châu Âu và của Italia với nhiệm vụ nghiên cứu sao thổ và các vệ tinh tự nhiên của nó. Phi thuyền này đã được phóng lên vào ngày 15 tháng 10 năm 1997. Sau một chuyến hành trình liên hành tinh dài 7 năm, nó đã đi qua mặt trăng, ghé qua sao Mộc trước khi đến sao Thổ. Cassini-Huygens là một trong những phi thuyền vũ trụ liên hành tinh lớn, nặng 2.125 kg, dài 6,7 mét và rộng 4 mét. Các thiết bị trên Cassini bao gồm radar để lập bản đồ về mặt bao phủ của mặt trăng Titan và một từ kế để nghiên cứu từ trường của sao Thổ. Ngoài ra nó còn mang theo dụng cụ infrared spectrometer để đo nhiệt độ trên bề mặt các tinh và hệ thống chụp ảnh với độ phân giải rất là cao, gồm có hệ thống chụp ảnh góc rộng và góc nhỏ. Có mang theo tàu thăm dò Huygens hình đĩa được gắn trên mặt của Cassini. Huygens nặng 349 kg, rộng 2,7 mét và mang theo 6 dụng cụ được thiết kế để nghiên cứu bầu khí quyển và bề mặt của Titan. Sau 7 năm du hành trong vũ trụ, Cassini đã đến được quỹ đạo xung quanh sao Thổ vào ngày 1 tháng 7 năm 2004. Cassini là phi thuyền thăm dò không gian thứ tư bay đến sao Thổ và là vệ tinh đầu tiên đi vào quỹ đạo. Cassini chuyển nhiệt lượng sinh ra trong lò phản ứng từ sự phân hủy của 33 kg plutonium thành điện năng để vận hành trong suốt 20 năm. Đây là lượng lớn nhất của một nguyên tố phóng xạ từng được phóng vào vũ trụ. Sao Thổ là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời trong Thái Dương hệ và có độ lớn thứ 2 trong hệ mặt trời, chỉ sau sao Mộc. Cassini mang theo một nhiệm vụ mà chưa một con tàu vũ trụ nào làm, đó là khám phá vành đai và bên trong sao Thổ cũng như các vệ tinh tự nhiên của sao Thổ.
Cassini đã phát hiện ra trên bề mặt của mặt trăng Enceladus có hơi nước thoát ra, đồng nghĩa cùng với Titan. Vệ tinh này rất nhiều khả năng có thể hình thành sự sống. Có khả năng có một đại dương mênh mông chứa nước ngầm ở bên dưới lớp băng giá. Cassini còn xác định được thành phần và cấu trúc của vành đai sao Thổ. Phần lớn là băng đá có kích thước rất nhỏ cho đến vài mét. Tại gần cực bắc của sao Thổ, Cassini còn chụp được một trận bão lớn giống như một cái bông hồng màu đỏ với đường kính trên 5.000 dặm và sức gió lên đến 600 dặm một giờ. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2004, tàu thám hiểm Huygens đã tách ra từ Cassini và đi đến được mặt trăng Titan. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2005, Huygens bắt đầu rơi dần vào bầu khí quyển của Titan. Thank you.
Huygens chạm xuống bề mặt của Titan bằng dù. Sau đó nó đã gửi những hình ảnh thông tin khoa học trở lại trái đất bằng điều khiển từ xa. Đây là những hình ảnh thật do camera trên tàu thăm dò Huygens ghi lại trong lúc tiếp cận với bề mặt của Titan. Camera của tàu thăm dò Huygens cũng ghi lại bóng của chiếc dù đang từ từ rớt xuống. Vào lúc gần 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9, phi thuyền thám hiểm vũ trụ Cassini của NASA đã thực hiện cú rơi định mệnh xuống bầu khí quyển sao thổ, kết thúc hành trình 13 năm của nó đi quanh hành tinh này.